có một đợt bán tháo về giá từ đỉnh 58.000 USD về 48.000 USD chỉ trong vài giờ. Hiện thì có một đợt sóng mua vào về giá lên khoảng 54.000 đô. Tuy nhiên, cẩn trọng vẫn là phần chung cho nhóm của VNXpress khả năng. Lãi suất ngân hàng có thể dần tăng cao đến cuối năm 2021 do hoạt động sản xuất phục hồi kéo theo nhu cầu về vốn tăng. Các ngân hàng từ đó cũng cần tăng lãi suất huy động để hấp dẫn nguồn tiền. Đó chính là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ Lê Trọng Hưng của học viện tài chính trong cuộc trao đổi với Bộ Thông tin xã Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên gia tài chính ngân hàng cũng sẽ được chi tiết và nhận định rằng lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm trong quý 1/2021 và thậm chí sẽ giảm thêm vào quý 2. Bởi có thể tùy nhu cầu về lớn thì các ngân hàng đều đang rất thận trọng trước sự tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế nói chung. Các báo cáo mới của chứng khoán của ban quản lý CDS cho rằng dưới động thái điều hành của ngân hàng nhà nước cùng mục tiêu tín dụng tập trung và chất lượng, xu hướng tăng lãi suất huy động khó có thể trở lại. Đồng thời, đây cũng là sự giúp của ngân hàng nhà nước là giảm lãi suất huy động tạo tiền đề để giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế. Bất chấp đại dịch, Savills sẽ đạt được trong 2021 sẽ có ít nhất 100 dự án bất động sản hoàn thiện từ đại nhà giao dịch siêu lộ được đưa vào sử dụng. Rất nhiều trong số này được phát triển ở châu Á. Cứ 3 dự án mới thì có 1 dự án ở châu Á. Theo công ty nghiên cứu thị trường C9 Hotel Books cho biết, 79 cộng đầu tư. Theo Age of Property Award, thì các thương hiệu xe hơi như là Porsche, Aston Martin hay là Mercedes cho đến các thương hiệu thời trang như là Versace hay là Bulgari cũng nhảy vào những bất động sản giá rẻ. Thị trường Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 chỉ sau Thái Lan và Philippines với 18 dự án mới. Các nhà phát triển bất động sản và thương hiệu khách sạn danh tiếng các tổ chức như Việt Nam mà những dự án bất động sản hàng hiện như Manhattan và Wisconsin sẽ sớm có mặt ở Việt Nam khi thấy rằng ngoài 6 tỷ phú thì số người Việt có tài sản giàu đến trên 1 triệu đô la Mỹ cũng giảm hàng ngày. Chiếm tới 1/3 tổng các giao dịch vũ khí và thiết bị quân sự trên toàn cầu. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang cao vì đại dịch, hiện tại khu vực này thì mối quan tâm cho các chi tiêu về quốc phòng vẫn không hề suy giảm. Phản ánh của phóng viên Anh Phương thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Trung Đông vào một điểm báo sáng nay. Xin kính chào quý khán giả. Một cuộc triển lãm quốc phòng lớn nhất tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang được tổ chức tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong số 10 nhà nhập khẩu thiết bị quân sự và vũ khí lớn nhất thế giới thì có tới 6 cái tên của một trung đông của Bắc Phi. Cuộc triển lãm vì thế giống như là một tham tư liệu sự xúc động của thị trường vũ khí toàn cầu trong đại dịch. Trang mạng Al Jazeera của Qatar phản ánh là vậy, nếu lo đại dịch vẫn không ngăn nổi khoảng 700.000 người tham dự cuộc triển lãm với hơn 900 nhà nhập khẩu. Năm năm qua, dòng chảy vũ khí từ trung đông đã tăng hơn 60%. Xu thế ấy được dự báo sẽ vẫn chứa được những con số khó lường. Trong năm 2020, Mỹ xuất khẩu khoảng 175 tỷ đô la các hợp đồng vũ khí, quá nửa số đó là tới Trung Đông và Bắc Phi. Năm nay mới chỉ diễn ra 2 ngày triển lãm, nhưng đã có gần 3 tỷ rưỡi đô la Mỹ các hợp đồng được ký kết. Nổi bật trong cuộc triển lãm là xu thế phát triển các loại vũ khí tự động và điều khiển từ xa, không chỉ là máy bay không người lái, tàu chiến, các thiết bị tuần tra, nay cũng điều khiển từ xa. Như là một số quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, tại cuộc triển lãm năm nay, nước này đã tuyên bố kế hoạch dành một nửa ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới để phát triển để sản xuất vũ khí ở nước này. Một kế hoạch được đại diện Ả Rập Xê mô tả là rất tham vọng và mạnh mẽ. Anh Phương, có biết gì về việc này? Tạm thời một việc. Tiếp tục phá của một đã dự kéo một sự đi đây. Đáng chú ý, các đại sứ đại cuối phiên vẫn tăng mạnh về lực lượng và kéo đề. Thay mặt chính trung tương đối cao là 17.665 tỷ đồng.
không chắc rằng Index có thể được điểm ngay trong tháng 2 này hay không, đặc biệt khi mà bây giờ còn lại trong tháng 2 rất ít. Khi về báo cáo mới đây, chúng ta mời em cho bản đầu tư.